cựu giám đốc sở tài chính thanh hóa bị bắt bà đinh cẩm vân cựu giám đốc sở tài chính tỉnh thanh hóa đã bị khởi tố bắt tạm giam do sai phạm liên quan tới khu đất vàng ở thành phố thanh hóa ngày mùng năm tháng 10. tin từ công an tỉnh thanh hóa cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra các quyết định khởi tố vụ án khởi tố vụ can lệnh bắt tạm giam đối với bà đinh cẩm vân cựu giám đốc sở tài chính tỉnh thanh hóa bà đinh cẩm vân bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, ngày 16 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành các hoạt động điều tra liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án Hạt Thành Thao Ơ, số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 22 tháng 7, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với hai bị can gồm Nguyễn Bá Hùng, sinh năm 1966, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Như Xuân, ủy viên ban kinh tế, ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Văn Xuân Hùng, sinh năm 1959, cựu trưởng phòng quản lý công sản giá cả của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm xảy ra sai phạm, ông Nguyễn Bá Hùng là phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Dự án Hạc Thành Tower nằm ngay ngã tư đường Phan Chu Trinh và đường Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa, gần quảng trường Lam Sơn nên được xem là khu đất vàng tại thành phố Thanh Hóa. Tuy nhiên, dự án này vướng nhiều tai tiếng trong quá trình triển khai thực hiện. Bà Đinh Cẩm Vân Nguyên là tỉnh ủy viên, nguyên ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nguyên giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015 đến 2020. Vụ án cục lãnh sự bắt cựu cán bộ tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam hai cựu cán bộ ngoại giao cùng một đồng phạm. Ngày 4 tháng 10, trao đổi với báo Người lao động, Trung tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng kim người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Hồng Hà, cựu cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, về tội nhận hối lộ và Nguyễn Lê Ngọc Anh cựu cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hoàng Anh Kiếm, nghề nghiệp tự do bị khởi tố, bắt giam về tội đưa hối lộ. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, các bị can nêu trên bị khởi tố do có sai phạm liên quan đến vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở đối với ba bị can nêu trên hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đến vụ án này đến nay bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam cùng về tội nhận hối lộ gồm tô anh dũng thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn thị hương lan cục trưởng cục lãnh sự đỗ hoàng tùng phó cục trưởng cục lãnh sự lê tuấn anh chánh văn phòng cục lãnh sự và lưu tuấn dũng phó phòng bảo hộ công dân cục lãnh sự các cựu lãnh đạo cán bộ của cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an bị bắt gồm trần văn dự cựu phó cục trưởng vũ sĩ cường và vũ anh tuấn cùng là cựu cán bộ cục này và nhiều bị can khác mới đây nhất ngày 27 tháng 9 năm 2022, cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc về tội nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình Sự đối với Nguyễn Quang Linh. Sinh năm 1974 là trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Tại cuộc họp báo hồi cuối tháng 6, lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra cho biết kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD. Trước đó, người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết có gần 2.000 chuyến bay giải cứu người Việt từ nước ngoài về trong các đợt dịch COVID-19 vừa qua, có chuyến bay sau khi trừ chi phí, lợi nhuận vài tỷ đồng.